Hello, xin chào mọi người nha. Clip này mình sẽ làm về khẩu 9A91 Gold. Nhưng mà nó chỉ là thứ yếu thôi, phu. Còn cái chính của ngày hôm nay đó là cái trận chiến Kerit UGS này. Cái này nó rỉa máu đi nhanh không phải nghĩ rồi. Nhìn nó xoắn như con rắn này thôi, zombie nhìn nó chết khiếp rồi, không cần phải chém. Cứ lăn đùng ra mà chết thôi. Cả với xe súng toàn vàng 49 cara như này, tự tin lắm. Này bắn nó êm vãi trưởng à. Các bạn không cần phải nói nhiều, cứ dí tâm vào mặt zombie mà dã. Ấn chuột thôi. Alo đấy, em chọn hết mình. Úi giời ơi, úi giời ơi. Úi giời vãi cả thanh niên. Ôi bạn ơi, bạn cào hai đứa kia không cào được cào mình, nó sai lầm lớn rồi. Rất là manh động đến từ bạn tên VIP này. Hồi sinh à. Đây đây. Rồi, úi giời. Rồi, một phát nhẹ nhàng thôi. Ăn quả táo cho nó mát ruột. Ồ, bắt đầu sinh ghê đấy nhỉ. Ở tia sư nào đáp choáng nhá. Mình mà biết nó nguyên quả choáng vàng mà bắn nó luôn. Thỉnh thoảng mày cay cú tí, ăn thua. Việc gì mà nó đáp mình được, mình không đáp nó được. Á, à, ôi, tiếc quá, khẩu này đam nó mạnh, mình không kiểm chế được. Đạn ra hơi nhanh so với quy định. Ôi, đâu hết rồi. Ở đằng sau nó lên thơ lãng mạn như này, cho có mỗi một mống như này. Nó là thằng tiến hóa, là lại là thằng manh động vừa nãy. Chắc là nó hồi đầy máu nó mới ra, nó tự tin solo với mình đấy. Được không? Vẫn chưa nhấp nháy được. Khiếp hồn. Ây giời ơi, cái bồ cào nó lộ ra. Sao lại lúp thế? Hèn lắm cơ. À rồi. Lại chết luôn. Thỉnh thoảng một hai viên nó nhảy vào đầu thì thôi chứ. Ôi. Ôi may quá không có đứa nào. Có nghe tiếng bước chân cứ thỉnh thịch hơi run. Cho quả choáng. Mẹ nó. Thằng cái thằng này sao nó không ra, nó giết thằng hero kia đi nhỉ? À, lại muốn ăn con rắn ở mồm đấy. Bạn thích món gì? Rồi, 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 rồi. Hết đạn, hết đạn, hết đạn. Rồi. Mày này hai phát không chết rồi. Thế các bạn thấy chưa? Chứ là chém thường nó quá là nhanh luôn. Nghĩa là mình sai lầm thì mình vẫn có cơ hội sửa sai. Ui ôi, xa thế không ăn đam. Cảm ơn bạn từ. Đợi mãi. Rồi, lại phun đạn. Ở đây, 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 đây. Còn mấy giây nữa. Mấy thằng kia đây chạy vào trong nhà mới để đâu chứ. Hết vô thời gian rồi mà cũng nguyên đạn, nguyên giáp như này tiếc thế. Ok, tiếp tục clip thôi. Đã chơi V4 là cấp bạn nhận ra. Thế thôi, trận sau bấm tôm cứ thế nó tường vào mặt này mình cũng chịu thôi. Không sống được. Thôi ra V4 thường đi, cho nó nhanh. Lâu lắm rồi không chơi nâng cấp. Giờ bấm tôm nó khắm lắm, kiểu sợ bị ngộ độc ý. Chơi cái này thì cái mùi thơm tho của tơ nó vẫn có, chứ không cái nỗi khắm như con kia. Rồi, đây đây đây. Ủa ôi, xin lỗi bạn dồn nha. Phát đây thằng nào đáp cho áng khốn nạn thế. Cứ thế mình tia vào đầu bạn thôi. Ái láy quá. Ôi rồi rồi rồi. Rồi, phối hợp rất là tốt. Mày. Mày, ôi giời ơi, vẫn là của mình. Ôi, chém một phát mít cứ sợ là hết hàng cơ còn nữa. Double kill. Ôi cái đi để chém sướng thế nhỉ. Trước mình gần như là những cái clip mình rất ít khi mang cái này theo. Bởi vì chém không quen. Nhờ chém thử thích thế. Cứ cầm vẩy vẩy mấy cái thôi. Ôi dồi ôi, lại chết luôn. Tôi lại nghịch dại rồi. Có 5 con zoom chém chết 2 con, 3 con cái. Nó mất hết cả tinh thần chiến đấu rồi. Đây là con tơ vào đây lúc hồi máu à, chơi không? Mày chơi không? Mày chơi 3 phát mới chết được thằng tơ. Sao lại khoác nên mình tấm ra bò như thế. Cuối năm rồi còn giết mổ châu bò à. Kinh quá, còn 2 con nữa đâu. Gọi là nghịch dại, nghịch cho tới bến đi. Nghịch cho tới bến đi. Mất giáp chết hết, chết thôi. Sợ cái gì, chết thì trồn. Còn một thằng kia nữa. Thôi bạn ơi nhanh nào, bọn mình sẽ hóa kiếp cho bạn nhanh nhất. Nó lại sinh sản rồi thêm đứa nữa. Bọn này không kế hoạch hóa gia đình gì hết. Rồi bắn, từ từ thôi, người ta đằng sau. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cám lợn rồi, cám lợn rồi. Chạy nhanh. Thôi rồi, rút xuống cái thôi. Bọn này nó rẻ mãi chẳng chết cái gì. Tự nhiên ngon thế, mấy thanh niên rôm. Mày. Lại chết. Ôi cái này chém thích ấy nhỉ. Kiểu như chém xung quanh. Cứ cua bừa thôi. Ôi. Phải cái cận chiến. Thôi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình của chúng tôi đi xin đây là được kết thúc. Cận chiến như này đúng là triệt sản zombie thôi. Không biết là cắt chúng cái gì của nó nữa. Mất đẻ rồi. Mày vào đấy. Được không? Nam tí. Làm tí, như nhớ à, nhớ mà to à, có chơi được 6 đứa rồi đấy.
Ôi rất là phê. Trận này như là chết được 9 đứa thì sau 7 đứa ăn cận chiến, mình ăn 6 đứa. Khiếp hồn. Đúng là cái trận gần cuối rồi. Nó luôn có sự gay cấn. Mình may là lúc ấy mình đều chết, mình chém vào tơ ấy, không tí nữa mà nó sinh sản ra là mình cũng vỡ mặt rồi. Cái này chém rất là nhanh, cái chức năng đặc biệt của nó thì mình chém nó hơi khó tí. Này chỉ có cái cua thường thì thôi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Hình như thằng này nó biết nó làm zoom hay sao ấy. Nó ra chỗ mình nó gạ đòn lắm. Phang vào mặt nó. À, đứng sợ à. Lo nghĩ mình hack thay đạn nhanh à. Đây rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu, sơi được cái giáp rồi mà chạy à? Mỡ đi mà húp nhá. Phải trả giá. Đông dồn quá. Mất giáp ở đến đây thôi. Không ăn thua rồi. Nhiều khi mình phải dù rẻ tí. Chứ bọn này nó khát máu, nó lôi mình ra là chả có cái gì mà về quê ăn Tết đâu. Ui giời ơi, không ăn được. Đây là những đứa nó nghĩ là nó chơi được mình đấy. Toàn những con zoom non thôi. Các bạn ơi, bạn có phải zoom non nó lên đây làm cái gì? Ôi cảm ơn bà Zet. Yểm trợ nó mày như thế chứ. Thế gọi là anh em chứ. Bọn kia thủ chắc thật. À, thằng Tơ nó lại nhìn mình bằng một cái ánh mắt rơm rê đê tiện rồi. Rồi cho thằng Quỷ Diệt kia nó lên thùng hàng nó chơi với mình. Nhánh thế. Ôi giời, đấm. Người thì bằng cái tâm. Mày đấm để dỗ mặt bòm nhá. Có không được TQ nào. Rồi mình xin. Mạnh mẽ lên, sợ cái gì. Ôi giời ơi. Ôi thế hai đứa toàn thích chí phèo à. Nó chơi lại cay cú thế. Không đuổi được thì thôi chứ cứ chảy cối làm cái gì. Ôi tôi chết rồi. Ui giời ơi, hóng tiếp tế. Vãi cả tơ. Đuổi dài vậy. Ý. Ê em xin. Mày chết cha mày này ngon quá. Đuổi à, chảy cối đừng hòng mà sơi được nhá. Vừa phải thôi. Cái gì đâu mày có chừng mực thôi. Ui bọn này nhấp nháy như đèn nét Noel thế này. Mày chơi không? Chơi không? À, quay lại này. Đúng không? Rồi quá hay luôn. Ui phát đi thằng Tơ, mình tưởng mình chết rồi cơ. Nhưng mà không ngờ em vẫn sống nhăn răng ra. Quá tuyệt vời. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn đếm bông hoa, chọn đếm nụ cười. Nhưng mà không. Đây là mình chọn đếm cận chiến zombie cơ. Cái này nó thú vị hơn nhiều. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Quá sướng. Cầm cái này mới mà nên anh mình chém ghê người vãi trưởng ra. Bây giờ liều chết thì cứ cận chiến thôi. Chết thôi, sợ cái gì. Rồi, đã xuất hiện 3 thanh niên nho. Cuối năm rồi mà canh vẫn nho. À, thằng này chết đang chửi thầm thằng Tơ đấy. Ra đây, lỗ nào. Úi giời ơi, vãi cả thanh niên. Sao đảo vào đây lại ảo thế. Tự nhiên chạy ở mồm là cái gì không biết nhỉ. Nó hơi hư cấu. Bạn toàn đi hiến máu nhân đạo thôi. Rồi, vào đây. Ôi định mệnh. Nó thính giải tinh mồm rồi nó vẫn không húp. Thằng tiết chớp này ảo diệu thật. Vào cái lỗ này thì 100% là nó ăn rắn ở mồm. Khô rắn. Rồi, có một thằng lút trong nhà cái trà nó. Thứ nhất là chúng ta không dây phải cám lợn. Kệ nó đi, bơ đi mà sống. Đời nó thế mà. Úi giời ơi. Úi bom. Úi, tôi chết rồi. Tôi dính vào thằng Tơ rồi. Từ thôi, à, mày vào đây. Ê giời. Chị Thi ơi, có biết không Thi. Ăn kinh quá này. Cho bọn mày hút bom này. Ô thằng hero kia ao à. Rồi còn mình cái này đánh làm gì. Từ đó nó ngoài nó hút đam rồi chứ. Ôi chết rồi. Úi giời ơi. Đây. Đèn thế đang chạy ngon. Chạy ngay đường. Khiếp nhìn bọn này mặt kinh lắm. Không dây. Không mà chúng ta không có những cái kết thúc tốt đẹp đâu. Bằng như cái con này tay nó không cầm cái gì thì chơi này. Chơi hết. Ôi xuống mình lại lên. Sửa sai chứ. Việc gì xuống là ở dưới luôn à. Lên đây.
Ôi trời ơi, đồng vai trưởng ra có mấy giây nữa thôi mình sẽ tham. Và đây nhảy để hay tham quá. À, một thanh niên đã tung ra câu ngu vào mặt rồi. Và tao ngu, tao làm thằng xấu cuối cùng. Mày khôn, mày làm zombie. Ông vớ vẩn. À đây đây đứng đi. Quan sát tình hình cho nó sướng. Cái khẩu 9A này thực sự là mình kích đạn lên kinh khủng khiếp luôn đấy. 6 khẩu M4 nhá. Băng đạn VIP rồi băng đạn các kiểu, nó mới nhiều đạn như này bắn vẫn hết. Cái này mà bắn những cái không có VIP này là băng đạn thường ấy. Đi cay hết. Bây giờ zombie nó khỏe mà. Xả đạn nó phải liên tục mới sống được. Thằng đấy để mình cận chiến cho nó ao ra mày đẹp không? Nó cũng có mất cái gì đâu. Mất 1-2 giây tốn gì. Ôi ôi, tơ lên. Thôi, anh tơ lên mình lại chạy thôi. Sách xưa đã dạy không nên dây về thằng tơ. Mày dây với những thằng này thì mày chết. Mạnh quá, không kiềm chế được. Mấy là thằng tơ bay. Ô, tôi nhảy lên chán nào đuổi anh nhỉ. Cần nắm một hai bạn đi thế. Thôi rồi, tiên sư còn cường thì nhá. Nó nhấp nháy rồi mà nó vẫn sơi được mình cái giáp, mày chơi không? Mày chơi không? Ok, tơ cũng vừa ăn cận chiến xong. Đây đây. Rồi, rồi đẹp quá. Này, đây các bạn thấy chưa? Đây là nó do nó chân dài nhá thì nó mới chết nhá. Cái chân ngắn thì còn lâu. Ý là đằng sau kìa, không giết nó đi. Ủa xin, mày chết này, té rồi. Đó là... Này thì nữa này. Chả đó đâu, ui giời ơi. Ôi giời ơi, không phải 5 giây nữa thôi là nó đi viện rồi. Rồi vẫn có súng. Thằng nó có súng là mình lại đẹp trai rồi. Mày nữa này. Đặc biệt nó rất là nó rất là xa nhưng mà nó cái kiểu như là cái tầm nó không được rộng ấy. Nhòm gì đây? Mày định ăn cắp ăn trộm cái gì ở đây? Nó hình như nó để đấy để mình bắn nghi vấn đấy. Khôn như mõ. Đừng bắn nó thì không, cận chiến còn mấy giây nữa thôi, nhả cho người ta ăn EQ. Tham thế. Nó xác zombie nằm lia lia. Con này. Ra đây. Đừng bắn nó. Chết luôn rồi. Trời ơi, chỗ này mà thêm tầm 3-4 cái xác nữa phải đẹp không cơ chứ. Thôi mình có dừng clip đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.